sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường đại học bách khoa, đại học quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo sách official store. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của trang sách. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Mối của rừng, tác giả Nguyễn Huy Thiệp với soạn bài muối của rừng từ trang 106 đến trang 113, bộ sách ngữ văn lớp 12 kết nối tri thức sẽ giúp các em trả lời câu hỏi, từ đó dễ dàng soạn văn lớp 12. Chúng ta sẽ đến với phần trước khi đọc. Cô có câu hỏi trong sách giáo khoa như sau. Nếu một số tác phẩm văn học hiện đại có yếu tố kỳ ảo mà bạn biết, chia sẻ cảm nghĩ của bạn về yếu tố kỳ ảo ở một tác phẩm trong số đó. Gợi ý trả lời chuyện kiều của nguyễn du có các yếu tố kỳ ảo liên quan đến tâm linh như tiền phật linh hồn giấc mộng tạo nên sự hấp dẫn cho người đọc và cũng thể hiện tư tưởng quan niệm của tác giả về con người hoặc bộ phim harry potter là một series truyền kỳ về những phù thủy của nước anh câu số 2. theo bạn con người cần phải ứng xử với thiên nhiên như thế nào gợi ý trả lời theo em, con người cần phải hiểu rằng thiên nhiên chính là nguồn sống của con người, vì nơi đây cung cấp đồ ăn, thức uống và rất nhiều khoáng sản, do đó con người cần phải bảo vệ thiên nhiên, trồng thêm nhiều cây xanh, sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và giảm thiểu rác thải. Chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần đọc văn bản. Cô có câu 1. Chi tiết nói về sự chuyển đổi tâm trạng đột ngột của nhân vật có thể báo hiệu điều gì? Gợi ý trả lời sự biến đổi đột ngột của tâm trạng báo hiệu sự thay đổi nội tâm của nhân vật. Nhân vật bắt đầu nhận thức được sai lầm của bản thân, nhận thức được sự thay đổi trong cá nhân, từ đó sẽ có bước ngoặt trong nhận thức để nhìn nhận sự việc theo một cách mới. Câu 2. Sự tương phản giữa suy nghĩ của nhân vật và đời sống của đoàn khỉ trong rừng. Gợi ý trả lời. Sự đối lập này nhấn mạnh tác động tiêu cực mà con người gây ra đối với tự nhiên, tác phẩm gợi lên ý thức về sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường và sự sống của các loài động vật, kêu gọi mọi người cùng nhau hành động để bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên. Câu 3. Chú ý sự mâu thuẫn trong các hành động của các nhân vật. Gợi ý trả lời. Sự mâu thuẫn trong hành động của nhân vật ông Diều đặt ra một bức tranh phức tạp về tâm lý con người. Tác phẩm mở ra cơ hội để độc giả hiểu rõ hơn về cách mà hành động của con người ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy ý thức về việc cần phải chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống của các loài động vật. Câu 4. Chú ý sự thay đổi điểm nhìn và cách đánh giá về ông Diều. Gợi ý trả lời. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận và đánh giá về ông Diều phản ánh sự trưởng thành trong tư duy của độc giả họ đã học cách nhìn nhận con người từ nhiều góc độ khác nhau, với sự khách quan và toàn diện. Đồng thời, họ cũng phát triển khả năng thông cảm và sẵn lòng chia sẻ với những khó khăn và mâu thuẫn trong cuộc sống của người khác. Câu 5. Chú ý, theo dõi sự tự đánh giá của ông Diều về chính mình. Gợi ý trả lời. Hành trình tự tìm hiểu của ông Diều mang lại một bài học sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và tình thương Tác phẩm nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc cùng nhau bảo vệ môi trường và tự nhiên, đặc biệt là môi trường sống của các loài động vật. Câu 6. Hình dung cảnh tượng được miêu tả ở đoạn này. Gợi ý trả lời. Miêu tả cảnh ông xỉu bất ngờ và kinh hoàng khi nghe thấy tiếng rú thê thảm của con khỉ nhỏ. Cảnh vật dưới vực, ngút ngàn và heo hút khiến ông cảm thấy sợ hãi tột cùng, điều điều này khiến ông dùng mình và bỏ chạy, có lẽ là lần đầu tiên ông trải qua cảm giác sợ hãi như vậy kể từ khi còn nhỏ. Câu 7: Vì sao khi đối mặt với một hõm chết, nhân vật lại nghĩ đến ma? Theo dõi tâm trạng của ông Diều trước những sự lạ của tiếp theo. Gợi ý trả lời. Ý nghĩa của việc nhân vật nghĩ đến ma? Họng chết và ma có thể được hiểu là biểu tượng của những nỗi sợ hãi và lo lắng ẩn sâu trong tâm hồn con người. Hành trình tự tìm hiểu bản thân, việc đương đầu với ma trở thành một hành trình khám phá bản thân, vượt qua những giới hạn về tâm trí và tinh thần. Tâm trạng của ông Diều trước những sự lạ chính là lo lắng, hoang mang, sau đó là tò mò, muốn khám phá và cuối cùng là bình tĩnh, chấp nhận. Câu 8. Điều gì khiến ông Diều trực chịu bỏ cuộc? Trả lời, ông Diều không từ bỏ việc truy lùng con khỉ trắng vì nhiều lý do, từ lòng tham, sự thù hận, đến lòng kiên trì và ý chí quyết tâm. Hành trình này cũng là một biểu tượng cho việc theo đuổi ước mơ và vượt qua chính mình. Câu 9. Ông Diều đã chứng kiến những sự lạ nào, dự đoán những hành động tiếp theo của nhân vật. Gợi ý trả lời, những sự lạ mà ông Diều đã chứng kiến, hòn đá biết nói, con khỉ trắng kỳ bí, hiện tượng kỳ ảo, Dự đoán có thể là ông Diều sẽ tiếp tục truy lùng con khỉ trắng Có thể sẽ khám phá bí mật của họm chết Cũng có thể là ông sẽ bỏ cuộc về nhà với sự hối hận sâu sắc Câu 10 Ông Diều đang đối diện với tình thế gì? Gợi ý trả lời Ông Diều đang đối mặt với tình huống khó khăn Cứu con khỉ khỏi lũ mối Nhưng có thể làm cho con khỉ trở thành thức ăn cho mối Hoặc mang con khỉ về và thả nó trở lại rừng trong tình thế này, ông phải đối mặt với sự dối bời và sợ hãi về sự chế giễu từ người khác nếu ông không mang được con vật nào trở về từ rừng Câu 11, theo bạn, tình huống này có thường xảy ra hay không? Gợi ý trả lời, tình huống này ít khi xảy ra Câu 12, chú ý chi tiết hoa tử huyền Gợi ý trả lời, hoa tử huyền là một chi tiết quan trọng trong tác phẩm Mối của rừng nó không chỉ là phần không thể thiếu của kết thúc mở của tác phẩm, mà còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng ta sẽ chuyển sang phần sau khi đọc. Nội dung chính của văn bản này là Văn bản kể về bối cảnh đi săn trong rừng của nhân vật ông Diều. Sau đó, ông bắn được chú khỉ đực và các sự kiện diễn ra sau đó khiến cho nhân vật có nhiều cảm xúc và bài học về những điều tuyệt vời của cuộc sống sau này. Câu một như sau sự nhan đề mối của rừng và nội dung câu chuyện có liên quan với nhau như thế nào? gợi ý trả lời tiêu đề mối của rừng không chỉ là một cụm từ ngữ ngẫu nhiên mà nó chứa đựng một ý nghĩa sâu xa và một liên kết sâu sắc với cốt truyện. Nó là một cảnh báo về sự phức tạp và những bí ẩn trong rừng sâu. Cái tên đó là một thước đo cho sự bí ẩn và sức mạnh của tự nhiên, đồng thời là một lời nhắc nhở về việc không ngừng khám phá vào hòa trong cuộc sống. Câu số 2. Hành trình đi săn của ông Diều cũng là hành trình trải nghiệm và nhận thức. Bạn hãy kể tóm tắt hành trình bằng sơ đồ. Kem hãy quan sát. Sơ đồ hành trình đi săn của ông Diều trong văn bản mối của rừng. Bắt đầu, ông Diều niềm vui sướng, háo hức khi đi săn với khẩu súng mới, mong muốn chiến thắng để khẳng định bản thân hành trình gặp đàn khỉ, bắn chết khỉ đực, quan sát khỉ cái, chăm sóc khỉ đực, bị khỉ cái tấn công, cảm giác hoang mang, sợ hãi. Trên đường về, gặp con chăn, bị con chăn tấn công, cố gắng chiến đấu và thoát chết, suy nghĩ về hành động của mình. Kết thúc, ông quay trở về nhà, mất đi niềm vui sướng hân hoan, nhận thức mới về thiên nhiên và sự sống. Từ đó, ông có những suy nghĩ và cảm xúc từ khống hách tự tin đến sợ hãi và hối hận nhận ra sự tàn nhẫn của bản thân thấu hiểu tình cảm mẹ con thiêng liêng trân trọng sự sống và thiên nhiên về biểu tượng súng tượng trưng cho sức mạnh sự hùng bạo của con người khỉ tượng trưng cho thiên nhiên sự yêu đuối tình mẫu tử con chăn tượng trưng cho sự nguy hiểm thách thức sự trừng phạt hành trình đi săn của ông diều là hành trình khám phá bản thân hành trình thức tỉnh lương tri và là bài học về sự trân trọng thiên nhiên và sự sống chúng ta có thể tóm tắt về sơ đồ như sau bắt đầu với niềm vui và hào hức gặp đàn khỉ bắn chết khi đực quan sát khi cái chăm sóc khi đực bị khi cái tấn công cố gắng chiến đấu thoát chết suy nghĩ về những hành động của mình kết thúc mất đi niềm vui hân hoan nhận thức mới suy nghĩ cảm xúc và biểu tượng Câu 3. Ông Diều đã có những suy nghĩ gì khi chứng kiến đời sống của đàn khỉ trong khu rừng mùa xuân? Bạn có đồng tình với những ý kiến đó hay không và tại sao? Gợi ý trả lời. Những suy tư của ông Diều khi chứng kiến cuộc sống của đàn khỉ trong khu rừng mùa xuân rất đáng quý trọng. Điều này gợi nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc học hỏi và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và sự sống của các loài vật. Câu 4 từ lúc đến hõm chết những sự kiện kỳ lạ đã làm cho ông diều thay đổi cảm xúc và suy nghĩ như thế nào gợi ý trả lời từ việc coi thiên nhiên là nguồn tài nguyên để khai thác chúng ta dần nhận thức được thiên nhiên là bạn đồng hành từ thói quen săn bắn vì thú vui chúng ta hướng tới ý thức bảo vệ và sự cân nhắc trong từ trạng thái vô cảm, lòng tin và sự cảm thông dành cho muôn loài được nhen nhóm trong lòng chúng ta. Sự thay đổi trong cách ôm diều suy nghĩ là một bài học quý giá về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên. Câu 5. Bạn suy nghĩ gì về chi tiết hoa tử huyền xuất hiện ở cuối truyện? Gợi ý trả lời. Chi tiết về hoa tử huyền không chỉ là một yếu tố nghệ thuật quan trọng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành công của tác phẩm. Đó là biểu tượng sự hy vọng về việc tái sinh, biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết và đồng thời nâng cao giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Điều này xuất phát từ việc chi tiết, mang đầy ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, giúp tác giả truyền đạt chủ đề tư tưởng và gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến người đọc một cách hiệu quả. Câu 6. Phân tích về sự tương phản về diện mạo và tình thế của ông Diều ở đầu chuyện và cuối chuyện, từ đó làm rõ thông điệp của tác phẩm. Gợi ý trả lời cho Kem như sau Sự tương phản về diện mạo và tình thế của ông Diều không chỉ là một nghệ thuật mà tác giả sử dụng để làm sáng tỏ thông điệp tác phẩm Đầu chuyện, ông Diều là một người thợ săn Nhưng cuối chuyện, ông Diều lại lấm lem với tình thế Ở đầu chuyện, ông Diều là người tự tin, láo luyện Còn ở cuối chuyện, ông lại yếu đuối, bị động Thông qua điều này, tác giả muốn truyền tải một bài học quý giá về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên và sống hòa hợp với tự nhiên đến người đọc. Câu 7. Những chi tiết kỳ ảo của mối của rừng Có điểm gì khác với chi tiết kỳ ảo trong đền thiêng, cửa bể? Gợi ý trả lời Cả mối của rừng và đền thiêng cửa bể đều sử dụng chi tiết kỳ ảo để thể hiện chủ đề và thông điệp của mình. Tuy nhiên, cách mà hai tác phẩm này sử dụng chi tiết lại khác nhau, phản ánh phong cách sáng tạo riêng của từng tác giả chúng ta sẽ chuyển sang phần kết nối đọc và viết. Cô có đề bài trong sách giáo khoa như sau. Viết đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày suy nghĩ của bạn về vai trò của yếu tố kỳ ảo trong chuyện ngắn muối của rừng. Với đề bài này thì các em hãy quan sát nhé. Cô sẽ gợi ý cho các em một đoạn văn tham khảo như sau. Chuyện ngắn muối của rừng là một điểm sáng tạo độc đáo, góp phần làm nên thành công của tác phẩm qua việc sử dụng chi tiết kỳ ảo đó là tiếng kêu ai oán của khỉ mẹ, sự xuất hiện của hoa tử huyền và giấc mơ của ông Diều. Tiếng kêu của khỉ mẹ sau khi thấy khỉ được bị bắn là lời cảnh tỉnh với con người về hành động tàn phá thiên nhiên. Nó ám ảnh ông Diều khiến ông say dứt, chăn trở và thức tỉnh lương tâm. Tiếng kêu như lời oán trách, lời nguyên rủa đối với hành động tàn ác của con người. Đó cũng là hình ảnh của hoa tử huyền nở rộ sau cơn mưa như một sự thanh tẩy tượng trưng cho sự sống mới và niềm hy vọng vào tương lai. Yếu tố kỳ ảo trong mối của rừng có vai trò quan trọng, đó là một dụng ý nghệ thuật tinh tế, góp phần thể hiện chủ đề, phát triển cốt truyện, thể hiện quan niệm của người xưa và tăng tính hấp dẫn cho tác phẩm. Từ đó, chuyện ngắn đã sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn săn bắt động vật trái phép. Con người cần ý thức bảo vệ các loài động vật nói riêng và bảo vệ thiên nhiên nói chung để góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Trên đây là phần cô hướng dẫn kem soạn bài Muối của rừng Cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe Cô sẽ gặp lại kem trong những phần soạn bài sau Của Sáng Ghép về Sách nhé Xin chào và hẹn gặp lại kem Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách